Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Tin Hoa Kỳ, một phần tin thế giới và tin Việt Nam ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ tư, 18 tây tháng 9 năm 2019. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào trong phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên là bản tin từ Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã chính thức đề cử ông Robert O'Brien là một cố vấn an ninh quốc gia. Sau cái danh sách 5 người ngày hôm qua, thì ngày hôm nay ông đã chính thức đề cử một người. Ngày hôm nay, 18 tây, Tổng thống cho biết là ông đề danh ông Robert O'Brien là tân cố vấn an ninh quốc gia thay thế cho ông John Bolton, người đã bị buộc phải rời cái chức vụ vào tháng trước. Tôi rất lấy làm hân hạnh để loan báo rằng tôi đề cử ông Robert O'Brien, người gần đây đã phục vụ trong cái vai trò là đặc sứ của Hoa Kỳ, phụ trách về tất cả các cái việc mà thương thảo cứu con tin của Hoa Kỳ ở Bộ Ngoại giao, là một trong những cố vấn an ninh quốc gia của chúng ta. Và Tổng thống Trump viết trên Twitter, và tôi đã làm việc rất lâu và rất là gần gũi với lại ông ta, và ông ta đã làm hoàn tất công việc của mình rất tốt. O'Brien là vốn là một người phục vụ trong cái lực lượng từ bị của Hoa Kỳ, và gần đây thì ông làm việc với vai trò phụ tá của Ngoại trưởng Mike Pompeo và dẫn đầu cái phái đoàn ngoại giao trong cái nỗ lực mà cứu những con tin Hoa Kỳ bị bắt giữ. Trước đó thì cái vai trò trước đó của ông thì ông là từng là đồng chủ tịch của cái cơ quan gọi là Public Private Partnership for Justice Reform in Afghanistan, tức là tạm dịch là trước đó là thuộc Bộ Ngoại giao. Đây là cái cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao, và cơ quan này thuộc về việc mà đặt mối quan hệ và công lý, tái gọi là cải cách công lý ở tại Afghanistan. Đó là cái chức vụ trước đó của ông. Và trước đây đầu năm nay thì ông O'Brien đã được gửi tới Thụy Điển để mà tham gia vào một trong cái vụ bắt giữ một ca sĩ nhạc rap của Hoa Kỳ là anh ASAP Rocky, người đã bị phán tội hồi tháng 8 vừa qua. O'Brien cũng là nằm trong cái danh sách của Tổng thống Trump trước đây đã đề cử cùng với 4 người khác. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì Tổng thống đã đích thân đã đề cử tên của ông vào trong chức vụ cố vấn an ninh quốc gia. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới phần thời sự của Hoa Kỳ. Và bản tin thứ hai, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ có thêm lệnh cấm vận đối với Iran. Tổng thống Trump ngày hôm nay cho biết ông đã ra lệnh tăng thêm lệnh cấm vận mới, tức là lệnh trừng phạt kinh tế mới với Iran, và được xem là một trong những cái căng thẳng gia tăng mới nhất giữa hai quốc gia sau cái vụ tấn công vào cái nhà máy lọc dầu ở Saudi Arabia vào hồi cuối tuần qua, mà trong đó nhóm Houthi, tức là nhóm Hồi giáo ở tại Yemen, đã chịu trách nhiệm tấn công, và nhóm Hồi giáo này lại được sự hậu thuẫn của chính quyền Iran. Tôi vừa ra lệnh cho Bộ Tài chánh và gia tăng thêm cái lệnh cấm vận đối với đất nước Iran, và hiện vẫn chưa rõ là cái lệnh cấm vận này nhắm vào ai và những công ty nào hay là những cái cơ quan nào của Iran sẽ bị lệnh cấm vận. Tuy nhiên thì Tổng thống cho biết rằng là ông sẽ gia tăng áp lực mạnh mẽ đối với Iran. Tổng thống Trump cho biết Iran đã đứng phía sau cái vụ tấn công ở Saudi Arabia. Tuy nhiên thì phía chính quyền của Tehran thì bác bỏ điều này. Tòa Bạch Ốc, Bộ Tài chánh và Bộ Ngoại giao vẫn chưa cho biết được về chi tiết của cái lệnh cấm vận mới mà Tổng thống Trump đã áp dụng. Vào đầu tuần này, Tổng thống Trump cho biết rằng là ông có thể sẵn sàng tức là sẵn sàng cho cuộc chiến với Iran. Tuy nhiên sau đó thì ông cho biết là với cái sự khuyến cáo của phía quân sự thì ông vẫn chưa có cái gọi là cái hứng thú đối với chiến tranh tại Iran. Và trong cuộc gặp gỡ ngày hôm thứ hai với Hội đồng Kế toán An ninh Quốc gia, Tổng thống Trump đã thảo luận rất nhiều về tiềm năng quân sự và không có quân sự tấn công vào cái Iran, kể cả lệnh cấm vận. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất liên quan tới tình hình tại Iran. Và bên cạnh đó, một bản tin từ biên giới cho biết là một người đàn ông ở Arizona đã bị bắt giữ tội buôn người sau khi mà lực lượng tuần tra biên giới phát hiện ra 31 di dân bất hợp pháp từ Mexico trốn ở trong một cái trailer của ông ta. Lực lượng tuần tra biên giới cho biết ngày 17 tháng
tháng 9, tức là ngày hôm qua, trong một bản statement là các nhân viên của họ đã được lệnh tuần tra ở cái xa lộ 19 ở trong cái khu vực checkpoint, tức là cái trạm kiểm soát ở Amando, và phát hiện ra là những người công dân của Mexico tuổi từ 15 tới 40, sau khi mà họ phát hiện ra những người này ẩn trốn trong một cái trailer. Và bản tin cho biết là đây là một trong những cái vụ phát hiện mới nhất từ năm 2008 tới bây giờ, và người tài xế là khoảng 40 tuổi, công dân của Hoa Kỳ, đã không được nêu tên ở trong cái statement, đã bị bắt giữ và bị truy tố tội buôn người. Nghi can là cư dân của Nogales, tiểu bang Arizona, theo tường trình của lực lượng tuần tra biên giới. Và những công dân Mexico này sẽ bắt đầu được proceed, tức là sẽ bắt đầu được thực hiện cái tiến trình là vi phạm luật di trú của Hoa Kỳ. Đây là một trong những cái vụ phát hiện mới nhất. Hồi tháng 5 thì lực lượng của tuần tra biên giới cũng đã phát hiện ra một cái số lượng lớn những di dân bất hợp pháp đã băng ngang qua biên giới, xâm phạm vào cái lãnh hải của Hoa Kỳ. Và các giới chức cho biết là trong ngày 30 tháng cho tới ngày 30 tháng 4 thì tổng cộng số người bị bắt giữ ở đây là 242 người di dân bất hợp pháp. Và cái group này, cái nhóm này đã băng qua vào giữa đêm ở cái khu vực gọi là Sunland Park, và sau đó thì xâm phạm vào trong cái lãnh thổ của Hoa Kỳ. Và cái nhóm thứ hai là khoảng 230 di dân bất hợp pháp cũng đã xông vào tiểu bang New Mexico vào lúc khoảng 2 giờ sáng. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới cái tình hình biên giới của Hoa Kỳ và Mexico. Và bước qua tình hình quốc tế ngày hôm nay, Facebook đã chính thức trở thành đối tác của cảnh sát London trong việc phát triển các cái kỹ thuật để phát hiện ra các cái cuộc tấn công khủng bố có tiềm năng xảy ra. Với một cái tình trạng mà các cái dự tính khủng bố diễn ra khắp thế giới, thì phía công ty Facebook cho biết là họ đã phối hợp với cảnh sát của London để có thêm những kỹ thuật mới nhằm rà soát những cái đe dọa hoặc là những cái ẩn ý liên quan tới những cái âm mưu khủng bố có thể xảy ra. Phía cảnh sát của London cho biết là họ sẽ cung cấp cho Facebook những cái body camera footage, và sẽ cho họ tham gia, những nhân viên của Facebook tham gia những cái chương trình huấn luyện, và công ty này sẽ phụ trách việc phát triển những cái kỹ thuật tốt hơn để có thể bảo vệ và ngăn chặn những cái đoạn, những cái video mà được xem là bắn người và like trực tiếp trên Facebook. Và việc đối tác này, đôi bên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Phía Facebook sẽ cố gắng phát triển cái hệ thống AI, tức là Artificial Intelligence, tức là cái sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Và trong đó thì cảnh sát của Anh ở London thì cung cấp là cái phần huấn luyện cho các nhân viên của Facebook để đối phó với tình trạng mà các vụ khủng bố muốn livestream trực tiếp trên Facebook. Đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất sau hàng loạt những cái chỉ trích của Facebook bởi nhiều chính quyền trên thế giới, cho rằng họ phải chịu trách nhiệm một phần nào trong những cái vụ bắn khủng bố xảy ra, đặc biệt là vụ bắn ở Christchurch, New Zealand, nơi mà kẻ bắn người đã sử dụng cái livestream trực tiếp bên Facebook. Và đây là trong những cái nỗ lực chống khủng bố mà Facebook cho biết rằng họ sẽ hợp tác tối đa với những cái cảnh sát ở khu vực ở London. Đó là bản tin liên quan tới Facebook. Và trong khi đó, các cuộc bất ổn tại Hồng Kông đã dẫn tới việc hủy bỏ một cái cuộc đua ngựa được xem là đang được chờ đợi bởi dân Hồng Kông. Cái cuộc đua ngựa tại Hồng Kông được xem là một cuộc đua ngựa có tên là Happy Valley, là một trong những cái cuộc đua ngựa rất nổi tiếng ở tại Hồng Kông, đã phải hủy bỏ vài giờ sau khi đã có những cái đe dọa nói rằng là sẽ có những cái bất ổn và thiếu an toàn trong các cuộc đua ngựa. Theo các lời giới chức của trường đua ngựa Hồng Kông cho biết, việc đua ngựa này vốn là một trong những cái trận đua ngựa nổi tiếng nhất của Hồng Kông, đáng lý diễn ra vào tối ngày hôm qua. Và Hồng Kông có những cái trường đua, có cái trường đua ngựa nổi tiếng cả thế giới, và cái trường đua ngựa này đã phải hủy bỏ sau khi có những cái đe dọa là sẽ có những cái manh nha bạo động giữa những người chống biểu tình và những người biểu tình, đồng thời là cái việc mà số lượng người đông và cảnh sát không thể kiểm soát được có thể dẫn tới những cái ngoài tầm kiểm soát. Do đó thì cuối cùng thì ban giám đốc điều hành trường đua ngựa ở Hồng Kông đã quyết định là hủy bỏ cái cuộc đua ngựa vào tối ngày hôm qua. Và sau khi có những cái tiềm năng cho thấy rằng là sẽ gây cái bất ổn này, cho thấy rằng là tình trạng bất ổn ở Hồng Kông đã bắt đầu có cái chiều hướng
gọi là không dừng lại, giữa lúc mà bà Carrie Lâm Thị Nguyệt Nga vẫn chưa có một cái giải pháp nào mở ra các cuộc đối thoại để giải quyết tình trạng bất ổn ở Hồng Kông. Trong khi đó, cũng liên quan tới Hồng Kông, người đàn ông thứ 6 nằm trong cái vụ tấn công ở trạm xe điện ở Nguyên Lãng đã ra đầu thú và đã được tại ngoại hầu tra. Trước đó đã có 5 người bị bắt, là những người này là những người mặc áo trắng bị tình nghi là thuộc băng đảng của Hồng Kông tấn công trực tiếp vào những người biểu tình trong trạm xe điện ở Nguyên Lãng. 5 người đã bị bắt và người thứ 6 vừa mới ra đầu thú. Người này có tên là Ngô Huy Nam, tôi tạm dịch qua tiếng Việt, 57 tuổi, vốn là một tài xế lái xe truck, và anh ta đã xuất hiện trên tòa với một cái tội là gây bạo động. Và luật sư của anh ta cho biết rằng là anh ta có vấn đề về sức khỏe và cần được điều trị về bệnh tim khi mà anh ta xuất hiện trên tòa ngồi trong cái wheelchair. Anh chàng này đã cùng với 30 người khác đã xuất hiện ở trong cái trạm xe điện ở Nguyên Lãng vào ngày 21 và ngày 22 tháng 7 và dùng những cái gậy gộc tấn công tất cả những người biểu tình đang diễn ra tại đây và những một phần khác ở của thành phố Hồng Kông. Và anh ta đã bị thu hình bởi các cái máy camera, và bây giờ thì anh ta đã bị phát hiện ra lai lịch, và cuối cùng thì anh ta đã tới sở cảnh sát ở Đại Báo để mà tức là Thai Bô để mà đầu thú, và anh ta vẫn chưa biết là anh ta sẽ bị xét xử như thế nào. Tuy nhiên thì cái tiền tại ngoại hầu tra là 50.000 hồng kim dành cho nhân vật này, và đây là một nhân vật thứ 6 nằm trong số 30 người đã tấn công vào tất cả những người biểu tình ở Hồng Kông, và đây là nhân vật thứ 6 đã tự ra đầu thú. Đó là bản tin liên quan tới Hồng Kông. Trong khi đó, tại khu vực Á Châu, Indonesia, nghị viện của Quốc hội của Indonesia đã bỏ phiếu và thống nhất nâng cái tuổi kết hôn lên 19 tuổi để trong cái nỗ lực phòng chống những cái nạn gọi là xâm phạm tình dục đối với trẻ em. Đây là một cái biến chuyển mới nhất trong một cái quốc gia được xem là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới. Indonesia có khoảng 200 triệu dân và hầu hết đều là người Hồi giáo, và cái mức trước đây là 16 tuổi cho phụ nữ và 19 tuổi cho đàn ông, tức là tuổi kết hôn là ở người phụ nữ dưới 16 tuổi là đủ tuổi kết hôn, đàn ông phải 19 tuổi thì đủ tuổi kết hôn. Và bây giờ thì hiện nay cho biết là có tới 14% các cô bé gái ở Indonesia là đã đám cưới trước 18 tuổi và 1% là trước 15, mới sân qua 15 tuổi thì đã kết hôn rồi. Do đó thì nó dẫn đến một cái tình trạng gọi là khá nguy hiểm cho cái vấn đề mà buôn người hay là những cái vấn đề mà liên quan tới nạn tình dục trẻ em. Và Quốc hội của Indonesia cho biết là họ đã thay đổi cái điều luật này, trong đó sẽ quy định cái tuổi kết hôn của phụ nữ sẽ được nâng lên là 19 tuổi, tức là qua khỏi cái tuổi vị thành niên và đã đến cái tuổi trưởng thành, thay vì trước đây là 16 tuổi. Đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới Indonesia. Trong khi đó thì cũng tại Á Châu, Thái Lan đã gửi 13 nghi can lừa gạt trở về lại Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết là cảnh sát bắt giữ 13 người Đài Loan trong một cái vụ án được xem là lừa gạt ở một cái khu ngoại ô bên ngoài thủ đô Bangkok, và quyết định là trục xuất những người này về Đài Loan. Cái cơ quan điều tra tội ác của Thái Lan cho biết hôm nay thứ Tư. Và trong rất là nhiều những cái trường hợp trước đó thì quốc gia này đã không có cái ngoại giao trực tiếp với Đài Loan để trục xuất các nghi can này, và họ trục xuất các nghi can này về Trung Quốc khi mà những nghi can này được xác nhận là công dân Trung Quốc. Tuy nhiên trong trường hợp mới đây nhất thì có 30 nạn nhân bị lừa gạt trong một cái scam, tức là một cái trò lừa gạt mà trong đó trị giá lên tới 70 triệu đài tệ, tức là 2.26 triệu Mỹ Kim, là tất cả đều là công dân Đài Loan và tất cả đều là những người lớn tuổi. Do đó thì cái member, tức là những kẻ mà nằm trong cái đường dây lừa gạt này, bao gồm luôn cả cảnh sát và lừa gạt về cái vấn đề mà bảo hiểm sức khỏe, và các nghi can đang lo ngại là họ sẽ bị dẫn độ về Trung Quốc. Tuy nhiên thì dù sao đi nữa họ là công dân của Đài Loan, và cuối cùng thì bây giờ phía Thái Lan quyết định không trục xuất những người này về Trung Quốc mà trục xuất những người này về Đài Loan,
Đó là bản tin liên quan tới khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Và cũng liên can tới Đài Loan ngày hôm nay, các đồng minh của Đài Loan đã ký một cái petition, tức là một kiến nghị kêu gọi là phải có sự tham gia của Đài Loan ở trong Liên Hiệp Quốc. Các đồng minh của Đài Loan đã hậu thuẫn cho cái đảo quốc này để có cái vai trò ở Liên Hiệp Quốc trong một những lá thư mà họ gửi tới cái ông tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres ngày hôm thứ Hai 17 Tây. Và đây là cái ngày đầu tiên của cái phiên họp Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc diễn ra lần thứ 74. Đài Loan đã bị loại trừ ra khỏi Liên Hiệp Quốc từ năm 1971 khi mà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tìm cách loại trừ Đài Loan ra. Và trong những năm gần đây, Đài Loan đã cố gắng tìm cách vận động lại cái vai trò của mình trong Liên Hiệp Quốc, tuy nhiên chưa thành công. Lần này thì có tới 11 đồng minh đã ký vào một cái thỉnh nguyện thư kêu gọi là không thể loại trừ Đài Loan, cái vai trò của họ ra khỏi các cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Và theo tường trình của Louis Michel Yon, được xem là một đặc sứ tại Liên Hiệp Quốc, và cái các quốc gia ký vào trong cái thỉnh nguyện thư này gồm có Belize, Eswatini, Haiti, Kiribati, Marshall Island, Nauru, Palau, San Kitts, Nevis, San Lucia, San Vincent và Tuvalu, tức là những đảo quốc nằm ở Nam Thái Bình Dương lẫn ở những đảo quốc nằm ở khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Cái kiến nghị thứ này đòi hỏi Liên Hiệp Quốc là không nên ngăn cấm cái vai trò và cái passport của Đài Loan khi mà bước chân vào các cái vị trí, các cái văn phòng của Liên Hiệp Quốc, và không thể cấm các cái giới truyền thông của Đài Loan vào lấy tin tức ở các cái hội nghị của Liên Hiệp Quốc. Và bên cạnh đó thì Honduras và Paraguay cũng đã gửi một cái lá thư riêng biệt gửi cho ông Guterres và cho thấy rằng họ ủng hộ cho Đài Loan. Đó là một trong những cái biến chuyển mới nhất, mặc dù là Paraguay không còn cái ngoại giao với lại Đài Loan nhiều. Đây là một trong những cái tin mới nhất và một cái tin khá vui cho Đài Loan. Và trong đó cũng liên quan tới Đài Loan, và có 8 cái binh sĩ gọi là lực lượng tuần duyên của Philippines đã bị kết tội trong cái vụ bắn một cái người ngư phủ Đài Loan năm 2013. Đây là cái tin mới nhất liên quan tới tình trạng của Philippines và Đài Loan. Một phiên tòa tại Manila đã kết tội ít nhất là 8 binh sĩ tuần duyên của Philippines khi mà bắn gục một ngư phủ người Đài Loan năm 2013. Bản tin cho biết tòa án này đã diễn ra 15 ngày và kết thúc ngày hôm nay 18 Tây, và kết án 8 thành viên của lực lượng tuần duyên của Philippines trong vụ sát nhân đối với lại một ngư phủ của Đài Loan có tên là Hun Si Chen, 65 tuổi. Và 8 người đàn ông này đã bị dẫn ra tòa sau 8 tháng và bị kết án từ 8 tháng tù cho tới 1 ngày tù, lên tới 14 năm tù, và gần như là tất cả đều bị kết án tù. Ngoài ra thì họ còn bị phạt là phải trả lại cho gia đình của nạn nhân mỗi một người là 950 Mỹ Kim và tất cả những cái tiền thiệt hại liên quan tới nạn nhân, trong đó gồm cả chỉ huy trưởng là có tên là Ano de la Cruz, là chỉ huy trưởng của lực lượng tuần duyên thời điểm đó. Vào ngày 9 Tây tháng 5 năm 2013 thì lực lượng tuần duyên của Philippines đã nổ súng vào chiếc tàu đánh cá có tên là Kuantan Sing số 28, khi mà chiếc tàu này nằm ở giữa cái vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước, và nó đã lớn chút xíu ở bên phía của Đài Loan chứ không phải là bên phía của Philippines. Và cuối cùng thì ông Hùng đã chết trong hàng loạt những cái phát súng bắn ra, và tổng cộng có 50 viên đạn bắn ra và bắn lủng chiếc tàu này. Ông đã trúng đạn và chết, bị thương và chết. Và việc này đã dẫn đến sự căng thẳng giữa Philippines và Đài Loan trước khi mà đôi bên đưa tới cái thỏa thuận. Và cuối cùng là Đài Loan đã có được một cái bản án công lý. Và đó là những bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và bây giờ thì bước qua tình hình của Việt Nam. Giống như kịch bản mà tôi đã nói từ đây trước tới đây, khi mà ông tổng giám đốc điều hành của công ty Alibaba Nguyễn Thái Lĩnh đã có những cái lời lẽ mạt sát đối với công an và ông chủ tịch xã, khi ông nói là ngu dốt thì mới đi làm công an và thất học thì mới đi làm chủ tịch xã và chủ tịch tỉnh,
Thì bây giờ công an đã thực hiện lệnh bắt giam đối với ông Nguyễn Thái Lĩnh, được xem là tổng giám đốc công ty cổ phần Alibaba. Ông này được biết là em ruột của ông Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Alibaba, và ông Lĩnh bị bắt về cái tội mà họ gọi là lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Tại sao họ đưa ra cái này? Họ cho rằng là họ thu thập được một số những cái tài liệu chứng cứ thu thập, và bây giờ chứng cứ chưa thu thập đầy đủ, họ lại tiếp tục kêu gọi những thân chủ của công ty Alibaba để mà cung cấp thêm chứng cứ cho họ trong lúc mà họ bắt giữ ông này. Đây là một cái hành động được xem là trả đũa của Bộ Công an đối với cái lời phát biểu của ông Nguyễn Thái Luyện, người đã chỉ trích mạnh mẽ công an của Cộng sản Việt Nam và tên những tên mà đứng đầu ở huyện, xã ở Việt Nam, khi ông nói ngu dốt mới đi làm công an và thất học thì mới đi làm chủ tịch tỉnh hay chủ tịch xã, vân vân. Đó là bản tin liên quan tới công ty Alibaba. Trong khi đó, Cộng sản Việt Nam ráo riết lăng xê và cổ võ mạnh mẽ cho hai trang mạng xã hội, nhưng người dùng không biết được bao nhiêu, và không biết người Việt Nam có biết tới những mạng xã hội này hay không, nhưng rất là khoe khoang. Thứ nhất là ra mắt cái mạng xã hội Lotus mà nói rằng nội dung do người Việt phát triển và làm chủ, nhưng lại đặt cái tên mạng xã hội là tiếng Anh, Lotus, thay vì đặt nó là chữ hoa sen thì không đặt mà đặt nó là Lotus. Thì bây giờ thì cái này là một trong những cái mà được ủng hộ của Bộ Thông tin và Truyền thông Cộng sản Việt Nam để ra mắt cái trang mạng Lotus này và khoe khoang rất là nhiều là sáng tạo, vân vân và vân vân. Rồi bên cạnh đó là cái trang mạng xã hội trước đó là trang mạng xã hội có tên là Gapo, thì khoe khoang là đã đạt được mốc 2 triệu người dùng, vân vân. Và đây là những cái trò lăng xê của Cộng sản Việt Nam. Cho tới giờ phút này, nhiều người dân Việt Nam chả biết Gapo, chả biết Lotus là ở chỗ nào. Họ vẫn quen dùng mạng xã hội Facebook, và nhiều người trong Việt Nam cũng đã thử dùng mạng xã hội Twitter của Hoa Kỳ. Facebook được xem là có 55 triệu người dùng tại Việt Nam. Lý do tại sao những người Việt Nam chuộng Facebook thay vì là Gapo, thay vì là Lotus hay là trang mạng Weibo của Trung Quốc, đơn giản là vì Facebook cho họ đầy đủ phương tiện để có thể nói lên suy nghĩ của họ, không kiểm duyệt ngôn ngữ của họ. Và thứ hai, bảo vệ tối đa cái thông tin cá nhân của họ mà không tiết lộ cho bất cứ ai. Chính vì vậy mà những người dùng mạng xã hội tại Việt Nam rất ưa chuộng Facebook và Twitter. Còn Lotus và Gapo là hai mạng xã hội mà Cộng sản Việt Nam đang và Bộ Thông tin của Cộng sản Việt Nam ra sức lăng xê thì lại không biết, người dân không biết đến. Đơn giản là bởi vì hai mạng xã hội này khoe khoang rất là nhiều, nhưng cuối cùng hai điểm then chốt mà họ không đáp ứng được nhu cầu của người dân. Thứ nhất là quyền tự do ngôn luận của người dân trên mạng xã hội bị kiểm duyệt gay gắt nếu như nói tới chính trị. Và thứ hai là họ sẵn sàng cung cấp thông tin cá nhân của những người dùng cho Bộ Công an và An ninh của Việt Nam qua cái luật an ninh mạng. Do đó, những người Việt Nam lại không thích dùng. Họ có thể download xuống nhưng họ không dùng, bởi vì quá nguy hiểm cho cái khi mà họ chia sẻ những thông tin trên mạng xã hội. Và đây là một trong những cái thất bại nặng nề của Cộng sản Việt Nam. Đừng nghĩ rằng là ra mạng xã hội sẽ có người dùng. Tùy theo nội dung và tùy theo cái chính sách của cái mạng xã hội đó có tôn trọng được những cái điều then chốt mà người dùng muốn hay không. Thứ nhất là quyền tự do ngôn luận, thứ hai là bảo vệ tối đa thông tin cá nhân. Và trong khi đó, sau 10.000 tỷ để mà chống ngập, bây giờ tới phiên thành phố Hồ Chí Minh lại đòi vay thêm 17 triệu Mỹ Kim để chống ngập. Không biết đây là cái trò để mà giải ngân kiếm tiền của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại thành phố Hồ Chí Minh hay không. Tuy nhiên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, tôi phải gọi như vậy, tôi không gọi chữ Sài Gòn, đã đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý ngập lụt ở thành phố Hồ Chí Minh với cái gọi là tài trợ ODA của Đan Mạch. Tức là bây giờ tìm cách vay vốn ODA của Đan Mạch với tổng số tiền lên tới 17 triệu Mỹ Kim để mà chống ngập. Tuy nhiên thì cái số tiền này không biết rằng là sẽ được xử lý như thế nào trong vấn đề chống ngập, trong khi 10.000 tỷ chống ngập cho công ty Quang Trung tới bây giờ ngập vẫn hoàn ngập và không có gì thay đổi hết. Thì bây giờ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lại nghĩ ra dự án để hút thêm tiền
vào trong cái vấn đề gọi là nhân danh chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đó là bản tin sau cùng trong phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và tin Việt Nam ngày hôm nay. Tôi sẽ trở lại cùng tất cả mọi người trong phần Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay. Xin các bạn nhớ đón theo dõi. Bye bye!